Hello mọi người. Và đây là hành trình mà mình sẽ đưa chị Lệ, anh Hoàng và chú Tiến về nhà mình chơi. Đây, chị Lệ. Hello mọi người. Đây, mới đi được một đoạn thôi thì vừa mua được đặc sản Bắc Giang là bánh đa kế đây. Đấy, chuẩn bị mang về nhà nha mọi người nha. Chị phát biểu cảm nghĩ xem nào. Cảm nghĩ gì? Khi mà ở trên, khi mà thực tế là ở trên trên mạng ấy, một kiểu ấy, xong rồi là đi về nhà em ấy, đấy. Được trải nghiệm thực tế ấy. À, thì cảm xúc ấy. Như nhà mình thôi mà mọi người. Đó. Như nhà mình thôi. Nhưng mà mình thôi mà. Nói chung là háo hức. Nhưng mà không. Ngồi lên xe là mình cứ bị buồn ngủ. Ôi đấy. Đấy, mình đang vui đấy mọi người. Mới đi có 5 phút thì buồn ngủ rồi. Mới đi được 5 phút là buồn ngủ rồi. Mình, cả anh Tiến đây đó đấy mọi người này. Mình vừa đang lái xe chở nhà anh Tiến này, mới đi coi nhà anh Tiến được 15-20 phút thôi đấy. Đi là ngủ rồi, gấp thật. Mình đấy, nãy giờ là mới nói chuyện với mình tầm được 10 phút thôi, quay lại thấy ngủ rồi. Mới dậy được có vài đường cơ bản về đi xe như thế nào, đi đường ra làm sao. Thầy vừa dạy học trò như thế này không được rồi. Đang dạy thì thầy ngủ đấy. Xong lại phải chuyển lái sang anh Hoàng nhá. Lúc đầu lái chào mọi người nhá. Mình anh Tiến lái mà thành ra là ông Hoàng lái. Tí nữa gần đến nhà thì bọn mình sẽ quay tiếp nha mọi người ơi. Tí nữa chú Tiến ngủ dậy thì bọn mình sẽ quay nha. Đây, hẹn gặp mọi người tại Bắc Giang nha. Đào Mỹ Bắc Giang nha mọi người ơi. Ấy, mơ ngủ rồi mọi người ơi. Mơ ngủ rồi. Chú ơi nói lại đi, chú ơi. Thầy dậy đi. Dậy đi thầy ơi. Thầy ơi. Mới đang dạy học trò lái xe mà chứ gì đang ngủ rồi. Mới có mấy phút à? Xe lắm. Xe lắm rồi mọi người ạ. Xe lắm rồi. Xe lắm rồi. Thầy xe rồi mọi người. Nha, hẹn gặp lại mọi người ở Bắc Giang nha. Hello mọi người, hôm nay mình đưa anh Hoàng, chị Lệ và chú Tiến về nhà mình chơi nha. Đây. Wow. Wow. Đây là nhà mình. Đây em sẽ đưa chị đi, đây là cây ổi mấy nghìn năm nhà em. Mấy nghìn năm ạ? Mấy nghìn năm. Bây giờ là anh Tiến và chú Cường đang còn ngồi tâm sự đây đây. Đây đang ngồi đàm đảo với nhau. Đấy. Bây giờ bọn mình sẽ đi. Đây là đất của nhà quầy anh hết nha mọi người. Cái này là nhà ngày xưa ấy. Ngày xưa ấy mọi người ạ. Bây giờ kiểu ở quê ấy, nên là nó sẽ có cái nhà kho để chứa ấy mọi người. Thì nhà mình làm luôn cái nhà này để chứa đồ. Chứa đồ. Chứa đồ. Còn đây là cái ao này. Đây là trầm à? Trầm gì ấy? Cái này là bị mọt mọi người ạ. Bị mọt. Cái này là ngày xưa mà cách đây khoảng chục năm ấy chị. Là nhà em ở đây là có bộ bàn ghế của cả xóm ra đây chơi. Đây có cái ao mà câu cá các thứ ấy. Nhưng mà tới đây là mô hình hóa đường sắt các thứ, à đường bộ các thứ rồi. Là chuẩn bị lấp hết cái chỗ này lại. Lấp cả ao luôn hả? Lấp hết để làm mặt bằng. Đây là ao nhà quỷ anh luôn nha mọi người. Đấy, sườn gỗ các kiểu này. Đấy, mọi người thấy chưa? Đó, nhà không có gì ngoài đất. Nhà đất nhưng mà không có cái gì. Cảm giác Nam được đấy, được đấy Nam ạ. Bố em chuẩn bị lấp hết vào để cho thuê mặt bằng ấy. Thế á? Cho thuê hết để người ta làm ấy. Đây là ao ở nhà em ở đây. À, đất nhà em đây luôn á? Vâng. Đây, đi đường đây. Cái đường này là ra ao nhà em. Đất nhà em từ đằng kia mà lại đây luôn hả? Vâng. Không bán. Em ơi, nhà chị được có một góc như này. Đây là chị đấy, người ta đang làm đường này. Đang làm đường. Lúc này chủ Cường bảo là nếu như mà đến sớm hơn là đi câu cá ấy đấy. Đây, câu cá là câu ở đây. Chủ nuôi cả cá. Nhưng mà chủ bảo là đây, đến vòng hết cái đất này là, vòng hết cái ao này là của nhà em. Hả? Ừ? Đất đây luôn hả? Ừ? Hai ao à? Ao này, có ao này rồi ạ. Chết rồi, thằng Nam bên này là được quá rồi. Chị biết cây này là cây gì không? Cây lạc. Không biết, nhà nông mà không biết cây lạc là chết. Đấy, nhà em ở nông thôn chỉ như này thôi. Này còn chị bên kia là đường cao tốc, chuẩn bị mở đường cao tốc ở đây. Này giờ chị đang nhìn xem có quà gì ăn không?
để anh phân lô bán nền luôn nhá. Hôm sau thì có gì? À, anh chị làm bên đất đúng không? Đúng rồi. Học bên đất ra đấy. Nhà em là cái đất này đối diện là khu biệt thự liền kề. Bạn thân khu biệt thự liền kề. Ui, nhà rồng ấy, đất rồng ấy nhở? Đấy, còn chuẩn bị là mở quán ăn các thứ. Em đang tính là xây kinh doanh bể bơi ấy. Bể bơi hả? Bể bơi ở đây hả? Nghe có vẻ không khả quan ấy. Không à? Bể bơi ở đây mà. Đâu, ở trong kia, bể bơi là ở trong kia. Này, chỉ có phân lô bán lên. Phân lô bán ạ? À? Đấy, nhà em là vòng quanh cái chỗ đấy. Lúc này thì chủ Cường, bố của Quế Anh đã nhận mình và Nam Hoàng là con rồi thì chắc là... Một lô à? À, chắc là cho chỉ cái lô ở gần mặt đường này đi này. Đấy, thì đây. Ờ, đây. Cho chỉ cái lô này đi. Từ cái nhà kia lại đây này. Đấy, chị sẽ phân lô, đấy, dòng như này này. Đấy, đổi mặt ra ngoài đường. Còn sau này thì đấy, thiên xây... nhiên, cây cỏ bao la bát ngát, đấy. Mát rồi. Chù ra. Mấy chục dặm ấy. Chỗ này chưa... Nhà không có gì ngoài đất. Không, nhưng mà hôm nay đi là gọi là một quyết định đúng đắn. Chủ nhận mình là con nuôi này mọi người ạ. Ít nhất cũng được một dăm rồi đấy. Đấy. Mọi người ơi, nói chứ nhà anh Hoàng cũng đại gia đất ở Hà Tĩnh đấy mọi người ạ. Nhưng mà làm sao bằng đất này được. Đố em biết cây này cây gì? Cây trầu. Lá lốt đấy chị. Cây trầu đấy. Lá lốt. Đã. Đất gì mà đất từ đằng kia mà lại tận đằng này. Xong rồi đất của nhà đấy nữa. Chỗ này nhà em chưa phá được. Đợt tới này là... Để khi nào để chị về chị phá nhá. Đây đang đợi đây mọi người. Đang đợi xe cẩu về để dỡ hết những cái chỗ này ra. San bằng hết ra ấy. Ôi cho bằng mặt ơi. Đường luôn. Ôi đất ở đây làm gì được đâu anh. Làm ăn được gì đâu. Ôi xoài kìa. À có. Sao chị nhìn thấy đây. Đây này xoài này. Đây em đang tính là làm bể bơi ở đây này. Bể bơi á? Ừ. Bởi vì đang chuẩn bị chuyển hết tất cả các máy móc ra ngoài ấy. Đây bố em đã chuyển bớt ra rồi. Chuyển bớt ra rồi à? Chỗ này xây bể cá giống cái nhà chị hôm trước ấy. À chị đang xin gỗ về làm cửa cái gì đấy à? Ờ nhà đang thiếu cái cửa mọi người ạ. Cái cửa gỗ. Cửa đấy. Nhà ở nhà Nghệ An á chị. Đang treo như thế. Nhà chưa dọn dẹp gì luôn. Đấy. Nhà đang sửa. Đang sửa ở nhà lại nhà ấy mọi người chưa xong. Đây. Cây vải. Ôi giời ơi. Quả kìa. Đây. Nhiều quả lắm. Tí tí. Đấy. Nhiều quả lắm. Năm nay vải bị mất mùa á mọi người. Nhiều quả lắm. Năm nay vải bị mất mùa. Đấy. Hay. Đấy cái giếng mà bố em bảo đấy. Không dám mở cái nắp này lên tại vì. Của hồi môn ấy hả? Ơ nhưng mà cái màu pastel này xinh nhỉ? Cái màu xanh này xinh. Thế ra Nam lại được cái giếng ơi. Nhà tự nhiên thì chị nhà Hợi có duyên luôn. Con gái thím người yêu cũng tên là Nam. À thế á? Ừ. Hai chị em. Cũng bằng tuổi. Nhà này cũng lúc bằng này, tuổi. Lúc này chú Cường cũng bảo là chú hâm mộ ca sĩ Nam Cường. Nam Cường à? Nam với Cường. Đấy. Đấy. Kìa. Đấy. Đấy, đang còn ngồi đàm đảo với nhau mà nghe. Đấy. Đấy, bây giờ là nhà trai đại diện nhà trai để nói chuyện với nhà gái. Đấy, thì bọn mình đã nói chuyện xong rồi. Còn bây giờ thì hai ông bố đang ngồi nói chuyện thêm. Còn chỗ này em chả biết bố em định làm cái gì nữa. Cái khung này thì chưa biết, chưa nghĩ ra làm gì luôn. Thế à? Chỗ này mới làm á. Đấy. Sau khi chờ hai ông bố nói chuyện tiếp thì bọn mình sẽ đi ăn quất. Đi ăn quất. Vậy còn một quả thế. Sao chị lại kiếm được quả hay? Hay à? À, không còn nữa hả? Ô, câu này là nhà, câu này là bố cháu chồng với ai chồng ấy nhỉ? Đây này, câu này này. Thế á? Đấy.
bố mình định xây cái này ở đây để làm gì, cà phê các thứ, chiều là mọi người đến đấy chị, chiều mọi người sẽ đến để bàn uống cà phê các kiểu á. Đúng rồi. À mát, trăng thanh gió mát, mát nhở. Chiếc đất rộng thế, chưa cả làm xong hết chỗ trồng rau rồi. Đáng ra trước lúc trước là ở đây trồng rau chị ạ. Thế đây là đất trồng rau. Đấy, chỗ này trước là trồng rau. Đó chua. Đấy, nhà nhà được nhà cây quất à, nhà được một quả quất. Cây quất vặt luôn. Rồng rãi mà mát mẻ. Đấy, anh có review luôn là nhà. Ok rồi. Nam ơi, chị chốt kèo này rồi Nam. Chị chốt kèo này rồi. Thế vẫn đang ngồi đàm đạo gì ấy, không biết làm gì nữa luôn, đợi để đi dọn bát cái để còn ra Hà Nội mà khiếp, chưa xong, đang ngồi nói chuyện. Đây là hèn cây vải này mấy tháng nữa, thì biết bọn cháu có kèo gì không? Khi nào vải nở thì khi nào vải ra quả thì lúc đấy anh về với em. Quả đây trên cháu sẽ đi đằng trước bê một cái tráp như này. Bê một cái tráp như này. Đấy, đứng như này. À đây. Em sẽ đứng ở đây. Đấy, của anh đứng như thế. Ừ, đường vào. Mòn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh. Đấy, là như thế. Kiểu như thế đấy. Đã họp hành tất cả rồi. Đấy, bàn tất cả lần năm nha. Đấy, ok nha không? Mọi người ơi. Ok nha mọi người. Đấy, nghe hợp lý đúng không thì? Rất là hợp lý. Còn đây, đấy, tối là cả xóm ra đây chơi. Đúng rồi. Đánh cầu. Đây làm cái rạp rồng rồng như này này, xong rồi là rạp rồng rồng. Cái gì ta? À không, cái gì trước cái cười là ăn gì nhỉ? Ăn hỏi ở đây, sẽ ăn hỏi ở đây. Đấy. Chị vẽ nhanh không thiếu ạ? Bọn mình là vẽ khuôn các kiểu rồi. Vẽ khuôn các kiểu rồi. Ghế các kiểu là sắp ở đây. Chỗ này là đặt bàn gì này, chỗ này đặt bàn gì. Sắp đó. Xếp hết rồi, xong rồi lên kịch bản hết sạch rồi. Đây, chủ nhà trên nỗi đây, người ngoài. Chủ nhà đâu, cũng chỉ là khách mời thôi. Đấy, khách mời. Ban đại diện. Đây là khách mời. Đây là ban đại diện bên ngoài và đây là ban đại diện bên nội. Đây, bắt nào, bay nào. Chốt kèo. Chốt kèo nha. Cái này là thành công tốt đẹp, chốt kèo nha. Chốt. Không phải nói đùa đâu. Đùa đâu, thật. Thật mà, chốt rồi nha, chốt rồi nha. Đấy, chốt rồi các bạn nha. Đấy. Như thật nhỉ. Content thôi mọi người ạ, content thôi nha. Tất cả chỉ là content thôi. Đấy. Như thế là đợi hai ông bây giờ đợi hai ông á xong nữa là thôi. Không biết nói gì. Là chờ đến ít tháng nữa là kế hoạch lên đường thôi. Chị lại bảo chứ. Nên đám cưới các chị phải quay tứ hô trước sao? Hơn nhau 10 tuổi đấy mọi người. Hơn nhau 10 tuổi. Như bạn bè luôn rồi. Tí nữa, thêm một chén nữa là một cốc nữa là bạn bè luôn đấy, em thèm chị luôn. Ừ. Lúc đầu thì anh với chú. Chị ơi, ăn đi. Đây mình kiểu là nói chuyện bình thường thôi mà thử đặc sản xem ngon không nha. Em sẽ đút cho chị ăn miếng đấy. Ngon đúng không? Đây là cút lộn xào me, ốc mít và mít xà, đây là ốc hương. Mời mọi người ăn nha. Sau về thì sẽ
ăn nhiều hơn, để em tìm hiểu nhiều hơn. Thôi mình nhiều điểm đi chơi hơn, mà mình có nhiều thời gian hơn. Bây giờ sẽ đi nhiều hơn. Thường là về gấp quá. Gấp quá mọi người ạ. Về kiểu về cho vui thôi ấy, chơi chơi cho vui thôi. Bắt đầu mùa vải, để tham gia đình trước mắt là tham gia đình, sau rồi là mùa vải, về phá vườn, phá nhà sau. Đấy, đấy. Đó, ở cái video ở nhà mình là bố mình ngại máy quay nên là không mới lên hình nhiều. Đây là thôi, cái đoạn ở nhà thì ít thế thôi. Chờ hè, muốn quay bố thì phải chờ hè. Chờ hè phải có những cái đoạn video hay về bố. Đúng. Đấy, bố chờ... không muốn lên cũng phải lên. Mọi người chờ đến lúc mùa vải nó ra quả nha mọi người. Giờ quả nó mới được bằng này nhỉ? Hôm nay mình xem bằng này. Quả mới bằng này thôi mọi người. Được cái mỏng tăm. Còn bao giờ quả nó phải tầm này. Đấy. Còn phải cái tầm này. Đúng không? Thì là lúc đấy thì bố mới lên hình. Ăn đó mọi người. Nói quá. Tấn múc quá rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Bye bye mọi người. Tạm biệt bạn. Bye bye.